Từ giờ không cần phải viết tựa bài Anh văn nữa vì đã có sticker viết sẵn rồi đây. Các tựa bài này đều được reviết tay và in lên đề canh trong, rồi thiết kế đơn giản như vậy để các bạn có thể dễ trang trí theo sở thích. Ví dụ như kết hợp với washi tape thế này nè, dán thêm đề mục Anh văn nữa là đẹp liền trong một nốt nhạc. Hoặc nếu các bạn có sticker hoa thì cũng có thể làm nền cho chữ kiểu này. Ngoài tựa bài ra thì bộ này còn có sticker đệm, các bạn có thể dán làm nền tùy ý cho tựa bài thế này, hoặc chỗ nào trống trong tập cũng có thể dán trang trí ở góc. Đây đều là sticker đệm dễ kết hợp với nhau nên các bạn yên tâm nha. Ri làm bộ sticker này với hy vọng không chỉ giúp các bạn tiết kiệm thời gian viết tựa đề hơn mà còn dễ DIY được một tựa bài đẹp và độc nhất theo ý mình nữa. Sau lớp 12 sẽ là lớp 9, lớp 11 và các lớp khác luôn. Chờ Ri nha.